Xác định dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài, EVN-NPC đang tìm cách thích nghi với điều kiện bình thường mới để vừa chung sống an toàn với dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng. Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca nhiễm liên tục tăng cao và bùng phát mạnh trong cộng đồng khiến nhiều địa phương trên địa bàn EVN-NPC quản lý như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh phải thực hiện lệnh phong tỏa, giãn cách. Đặc biệt, việc thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID từ giữa tháng 7 đến nay đã khiến công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh tại trụ sở tổng công ty càng gặp nhiều thách thức, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có công tác đầu tư xây dựng các công trình điện 110 kV vốn được coi là xương sống của lưới điện miền Bắc. Tuy nhiên, nhờ kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp cùng với việc linh hoạt áp dụng 3 tại chỗ cho từng nhóm công tác và hạng mục công việc, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, nên 7 tháng đầu năm, hoạt động đầu tư xây dựng của EVN-NPC vẫn đạt được một số kết quả nhất định. Tính riêng tháng 7 năm 2021, EVN-NPC đã khởi công 7 dự án, đóng điện 9 dự án, gồm dự án nâng công suất trạm biến áp Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2, lắp đặt máy biến áp Tây thành phố Thanh Hóa, trạm biến áp 110 kV Mường Trà, đường dây Mường Lay Điện Biên, lắp máy biến áp Yên Dũng, khu công nghiệp Cái Lân, Cẩm Điền. Qua đó nâng cao năng lực lưới điện thêm 330 máy biến áp và trên 50,6 km đường dây 110 kV. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tổng công ty, cùng với sự sáng tạo, nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, EVN-NPC tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2021.